Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho cái áo kia vào túi xong lấy về đây. Thank you.
kê cả môi tang đập tang ta ngoài cổng đất đi dinh bố công kinh ngai chắp tan hai thô tỷ tinh nâu tiền thăng nâu lá ra thô bông bốc còi tỷ minh do này thô buồn cuối năm thì thân nữ cao lòng thô công ngàn đứng thâu thô công đứng thất tư kỳ ai thô kỳ nông tan cả tinh nâu thô ma mười thân chốc nè dù hình hoa mười thân dù nã thế cơ thô tỷ cân cứ nói cao lai thô công nông tin lại bao tay và ở lúc đó văn văn tay ô ba mi mi ăn cơm ở đây bà hay là đưa bà về? Đưa về bà về luôn. À, rồi lại về cùng nhau có bảo là ông ăn muộn một tí cũng được à, không là thế. Cơm ở đây lấy xúc cơm ở đây về cũng được. Bà? Không lấy đâu. Rồi. Về nhà bà mới ăn cơm á? Vâng. Nên lấy con gà kia xong rồi lấy con vịt về chặt một bên để bà lấy về ăn.